Thì khi nào có anh chị có kết quả thì hãy mang lại cho tôi nhé. Anh chị có thắc mắc gì không? Việc đi khám sớm là rất quan trọng. Nó phải giúp cho mình tôi chỉ thấy tê tê nóng nóng ở ngón chân. Bố mẹ tôi còn trẻ và chưa ai từng bị thế này. Vậy đấy, em đã bảo anh đi khám mà. Cứ công việc như này có đau hơn, mày khổ hơn không? Vậy trước đây chung ra đến em ạ. Đúng không nhỉ? Đúng rồi. Vậy chúng tôi xin phép khi nào kết quả chúng tôi sẽ quay lại bác sĩ nhé. Bác sĩ không chào. Tôi sẽ cần thêm một vài thông tin nữa của mọi hợp tác ạ. Dạ vâng. Vậy thế là cứ nó cũng xương to và như lần này. Như lần này vậy ôi chết mẹ quên. Vậy là anh Phương sẽ đau khớp của chân cái bên phải. Thời gian cơn đau là khoảng gần nửa đêm hôm qua. Cơn đau diễn ra rất là đột ngột và dữ dội. Và đồng thời thì thôi bác sĩ có vẻ hơi căng thẳng. Cho bác sĩ nghỉ mấy phút. Chị nói cái gì nhỉ? Và đồng thời anh nên sắp xếp thời gian để có các hoạt động luyện tập thể chất để nâng cao sức khỏe mỗi ngày. Anh chị hiểu ý thôi chứ ạ? Ok không? Giám đốc thế. Ờ. Giám đốc nên phải giải quyết giấy tờ này nọ mà. Tôi nói câu gì chứ? Tôi vẫn bình thường bác sĩ ạ. Và thì nó không đỡ rồi. Nên là phải lại rồi. Tôi là bác sĩ. Hay cười khi cười. Mời bệnh nhân số 68. Bệnh nhân anh chị có thắc mắc gì không ạ? Tôi bị hút được bác sĩ. Tôi còn trẻ sao? Tôi còn trẻ này làm sao bị hút được bác sĩ? Thế là anh có phải là Nguyễn Huy Phương 36 tuổi quê ở Nam Định đúng không? Vâng. Vậy cũng thế đấy bác sĩ ạ. Tôi anh thì bị hút được bác sĩ. Chúng tôi bị hút ạ. Tôi nghe nói bệnh này chồng tôi bị hút ạ. Tôi nghe nói bệnh này hút được bác sĩ. Chồng tôi bị hút ạ. Tôi hay nói bệnh này nhưng mà như còn trẻ như tôi làm sao là bị hút được ạ bác sĩ? Chào bác sĩ. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chắc là tớ vừa liếc xong chị ạ. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh chị ạ, mời anh chị ngồi ạ. Từ, tôi chưa kịp chỉnh góc bắt đầu. Nói là trước khi cơn đau thì em có đang làm việc. Vậy cụ thể là anh làm việc gì, có hoạt động gì đặc biệt không? Tối nào anh cũng... Và tôi quên chưa tắt quạt. Mà bệnh nhân số 62 anh. Con đấy của bạn thân của anh. Thế thì vậy thì không quay không chụp nhé.